Việt Nam lên tiếng khi Trung Quốc tập trận tại quần đảo Hoàng Sa. Ngày 15 tháng 7, Cục An toàn Hàng hải Hải Nam thông báo cấm tàu bè ra vào một khu vực rộng hơn 60.000 km2 để phục vụ tập trận từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7. Khu vực này nằm trồng lên phía bắc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Trước thông tin này, chiều ngày 21 tháng 7, trong họp báo thường kỳ, báo chí đề nghị Bộ Ngoại giao nêu quan điểm. Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, lập trường của Việt Nam về việc Trung Quốc diễn tập quân sự tại quần đảo của Việt Nam đã được nêu rõ nhiều lần, gần đây nhất là cuộc họp báo ngày 23 tháng 6. Chúng tôi kiên quyết phản đối các hành động vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, phó phát ngôn khẳng định lại. Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, động thái của Trung Quốc đi ngược lại tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở Biển Đông, COC, và việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Trước đó, như Vietnamnet đã đưa tin, theo Cục Hải sự Trung Quốc MSA, cuộc tập trận sẽ diễn ra từ 0 giờ ngày 17 tháng 7 đến 24 giờ ngày 20 tháng 7, với khu vực tập trận được giới hạn bởi các điểm có 7 tọa độ. Quân đội Trung Quốc chưa cung cấp thông tin chi tiết về nội dung và lực lượng tham gia diễn tập. Kết quả đối chiếu 7 tọa độ trên Google Maps cho thấy, khu vực tập trận dường như có một phần nằm trong quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trung Quốc thường tổ chức các cuộc diễn tập quân sự có báo trước trong một thời gian ngắn như một phản ứng trước hoạt động của Hải quân Mỹ tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.